Hiện tại thì Hậu Nhân cũng đang có mặt tại đây cả nhà, quán Ốc Quỳnh cả nhà. Dạ, ở đây là 128 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận cả nhà. Đây, đây là quán Ốc cả nhà. Thì hiện tại buổi chiều hôm nay thì mấy anh chị đi ăn ở đây nè cả nhà. À, bên trong thì có anh Linh Tý, anh Sang, chị ơi, anh Hải và chị Hồng Loan cả nhà. Cả nhà, bên trong đó cả nhà. Thì mình thật sự mình đứng phía bên ngoài mình quay mình chia sẻ cả nhà mình xem thôi. Ở đây nè cả nhà. Đó, cả nhà mình xem nè. Rất là đẹp luôn cả nhà. View sông luôn. Ở đây tối rất là đẹp luôn cả nhà, nhìn xem nè. Rất là đẹp luôn. Bên đây. Bên đây. Bên đây là Trường Sa, còn bên kia là Hoàng Sa cả nhà. Đấy, rất là đẹp luôn cả nhà. Đó. Đây một dòng sông nước mênh mông. Nước chảy. Đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà, phía bên trong cả nhà. Nghe rất là rộng và mát. Dạ rất mong được quý cô chú anh chị yêu mến đó hãy đăng ký ủng hộ kênh Hạo Nhân Vlog. Nhưng chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Chúc cho cả nhà mình đó cái buổi tối á thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Dạ. Cả nhà mình xem nè. Ở trên kia có cái view rất là đẹp luôn cả nhà. Dạ sắp tới đây thì anh Sang cùng với chị Hồng với lại chị Ơ cả nhà sẽ khai trương cái shop thẩm mỹ. Thì anh chị cũng có chia sẻ tới là ngày 26 cả nhà là anh chị sẽ khai trương giảm 50%. Cả nhà mình thấy cái giá mà giảm 50% thì phải nói là anh chị giảm cho một tháng luôn cả nhà. Trăm chân mày 1.600.000 chỉ còn 800.000 và xăm môi 1.300.000 thì còn 1.500.000 cả nhà, bao đau luôn cả nhà. Hồi nãy thì chị Bích Trâm có nói nếu mà đau thì mà nói chị Trâm nói mà nếu mà em xăm đau cho chị thì em lại chị 100 triệu. Ở đó không gian cái quán này rất là rộng luôn cả nhà. Ở phía bên đây thì bán ốc. Đó, ốc hải sản các loại nè cả nhà không? Quỳnh, ốc hải sản các loại. Và kế bên thì có bê thui luôn cả nhà. Quỳnh bê thui. Đó, bê thui. Ốc 99k. Nguyên con bê rất là bự luôn cả nhà. Hai quán này chung một địa chỉ luôn cả nhà ơi. Nè, có để cái treo cái bảng rất là lớn ở cả nhà, bia đồng giá 18k luôn, hào sữa
Đây, ao sữa 5 con 69 cha. Nhà học. Đây thì mấy anh chị đang ăn trong đây. Đây cả nhà. À, phía bên ngoài thì phải nói là cái đường đi rất là rộng, rất là thoáng, rất là mát luôn. Chỗ này có thể để cho mình đi tập thể dục, cô chú anh chị tập thể dục được cả nhà. Sài Gòn thì đặc biệt á, có một cái là có một cái đi cho mình để mình tập thể dục, và phía xa có cái ghế ngồi nữa cả nhà. Mình tập mình đi mình mỏi chân quá cái có chỗ cho mình ngồi luôn. Đây cũng khá là hay. Rất mong cô chú anh chị mình thông cảm nha, tại vì quay ngoài đường á đôi khi xe rất là nhiều nên tiếng xe hơi ồn. Thì Hạo Nhân cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và yêu mến tới chị Hồng Loan, cũng như là Hạo Nhân là một người chia sẻ mỗi ngày những thông tin mới nhất, cập nhật thông tin để chia sẻ đến cô chú anh chị mình. Phải nói là cũng được rất là nhiều người yêu mến, cũng có người khen, cũng có người la, thì thật sự rất là mừng đó nha. Bây giờ thấy những cái video mà Hạo Nhân làm ra có chỗ nào không hay hoặc là hơi dở một tí xíu á, rất mong cả nhà hãy bình luận và tương tác bên dưới để anh em biết cái đường khắc phục lại, càng ngày cải thiện những video nó hay hơn để mà chia sẻ đến cả nhà mình nhé. Dạ. Cho người đang quay mặt nhìn ở đây là chị ơ cả nhà. Đó, chị ơ vợ anh Sang, chị nói chuyện với hay ơ lắm cả nhà, nên đặt hồng ơ luôn. Dạ thì Hạo Nhân xin chúc cho đại đình mình trên kênh thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công và nhiều điều như ý nha cả nhà. Dạ video thì cũng khá là dài rồi, Hạo Nhân cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn.